Hello, chào các bạn. Lạnh không các em? Lạnh vãi giờ. Các bạn lạnh không? Nhiệt độ Hà Nội bây giờ nó rơi vào tầm 2 cm cơ không ạ? Lạnh thực sự. Ok, chào tất cả các bạn. Ui. Lần đầu vào sớm á? Ờ, thầy thông báo thầy lên muộn 15 phút rồi mà. Thầy thông báo thầy lên muộn 15 phút mà. Bởi vì lạnh quá, thầy phải khởi động một lúc cho nó ấm người. Ok, chào tất cả các em. Phê không? Hôm nay thấy phê không? Thầy tiết này thấy phê không? Thầy đang phê từng cơn một đây. Ok, chào Khắc Tùng, nhiệt độ cho em 1 cm à? Ok, chào Hạnh Nhi, chào Thùy Dương. Thầy đang phê lên từng cơn đây, vì quá lạnh. Hello Victor à? Ok, chào An Quang. Chào Phạm Trang, chào Vũ Đức Thắng, chào Trần Ngọc Ánh. Nhiệt độ là khoảng 2 cm, ok, chào Hồng Ngọc, chào lớp trưởng nha. 2 cm khéo là phần nhiều ấy. Bắc Giang 2 cm à? Ok, chào Phạm Linh, chào Việt Phương nha. Lạnh vãi không ạ? Thầy đang mặc một cái áo khoác, nhưng mà thầy nghĩ rằng là mặc áo khoác thì ngồi live nhìn nó lại hơi xấu, mà áo khoác không đẹp không, hiểu không? Đấy, nên là thầy là phải cởi áo khoác ra để mặc cái bộ này, à, cái áo mỏng này. Ui lạnh. Ui. Sợ thật. Ok, các bạn chào hỏi nhau qua tí cho nó ấm người nhá. Ok, chào Mạnh Quân, chào Phạm Xuân, chào Đình Thăng. Thầy bị âm chưa thầy? Chưa. Âm thì thế thì chết à? Thế thì rồi, ok, chào Tạ Ngọc Tú nha, chào Hà Thanh Bắc, chào Chí Toàn. Dạng này em học kém à? May không trượt đại học à? Ok, à ồ lại Như Yến Hoàng vào đây cơ à. Chào Hoàng Vinh. Chào Ánh Ngọc. Vào luôn cho nóng à. Ui, thôi thầy hay thầy mặc áo khoác vào không nhỉ? Lạnh vãi. Thôi, mặc áo khoác vào nhìn xấu lắm. Mặc cái nhìn cho nó, áo khoác nhìn nó cồng kềnh lắm các bạn. Nhìn nó cồng kềnh lắm, được rồi. Học thôi, học. Nào. Học có chưa nhỉ? Ok, các bạn cho thầy một like, một share, một tim tiếc các kiểu nha. Tim thôi cũng được, không cần phải like đâu, thấy chưa? Tim là tuyệt vời rồi. Ui. Tim thôi là tuyệt vời lắm rồi. Nào, các bạn nhìn qua ở đắp chăn nào. Các bạn nhìn qua cái các bạn nhìn qua cái sơ đồ tư duy này mà thầy đã vẽ cho các bạn. Thầy mới vẽ lúc chiều tối nay xong. Thầy mới vẽ lúc chiều tối nay cái sơ đồ tư duy này để cho các bạn có thể gọi là học cái sơ đồ tư duy để cho đẹp. Được chưa? Đấy, thì sơ tư duy đã up rồi nhá. Được chưa nhờ? Đây cho nó nhỏ lại một chút cho các bạn dễ nhìn. Được chưa? Đấy, với mạch LC thì em biết là đây là một mạch dao động tự do lên tần số góc omega là 1 trên căn LC, là tạo bởi các thành tử cấu tạo lên mạch. Như kiểu là cái con lắc lò xo thì omega bằng căn K trên M. Được chưa? Nó cũng là các thì bạn nhờ các cái phần tử cấu tạo lên mạch là K và M. Thì cái này là mạch LC thì chỉ có L và C, cho nên omega sẽ là 1 trên căn LC. Mạch này gồm một cuộn cảm mắc nối tiếp với một tụ điện để tạo thành một mạch kín. Được chưa nhỉ? Đây là mắc gì các em? Đây là mắc nối tiếp các bạn nhá. Nó là mắc nối tiếp và hoạt động dựa trên hiện tượng tự cảm. Cuộn cảm sẽ sinh ra từ trường, tụ điện sẽ sinh ra điện trường. Và để cái mạch này dao động được, người ta sẽ phải tích điện cho tụ và một nguồn từ bên ngoài. Sau đó ngắt cái nguồn đấy để tụ phóng điện, đúng nhỉ, qua cuộn cảm, và cuộn cảm sẽ lấy cái điện tích đấy để chuyển về dòng điện, tạo thành năng lượng từ trường rồi lại chuyển hóa ngược lại về điện trường cho tụ điện, đúng chưa? Nó là một vòng tuần hoàn giữa điện trường và từ trường nha. Và khi cái mạch này nó phóng điện thì điện tích
của bản tụ sẽ phóng dưới một dạng điều hòa là Q bằng Q0 cos omega t. Trong đó Q0 là điện tích cực đại của cái bản tụ điện. Đấy chưa? Khi được tích điện đến trạng thái bão hòa thì bản tụ sẽ đạt được trạng thái cực đại là Q0, và cái điện tích đó sẽ phóng ra dưới dạng điều hòa với omega là 1 trên căn Lc. Và khi tụ điện tích điện thì ở hai bản tụ sẽ có sự chênh lệch điện thế là U bằng U0 cos omega t. Q và U có đồng thời lên hai đại lượng này cùng pha với nhau. Và khi điện tích phóng thì bắt đầu sinh ra dòng điện, nên dòng điện là đạo hàm của điện tích sẽ là I bằng I0 cos omega t cộng với pi trên 2. Do I là đạo hàm của Q nên I sẽ sớm pha hơn pi trên 2. Đấy chưa? Còn Q và C à Q và U sẽ không có liên hệ, là Q bằng Q, đúng nhỉ? Q bằng C nhân U. Đấy chưa? Với omega là 1 trên căn Lc em sẽ có được là T bằng 1 trên F, hoặc là T bằng gì nhỉ? 2 pi trên omega, tức là sẽ có được F là 1 phần 2 pi căn Lc, hoặc là chu kỳ T bằng 2 pi căn Lc. Đấy chưa? Nha. Đấy, Q và U cùng pha, Q và Y vuông pha, U và Y vuông pha. Những đại lượng mà vuông pha với nhau thì đồ thị sẽ là hình elip. Các bạn lưu ý nha. Vuông pha thì sẽ là hình elip, còn cùng pha, ngược pha nó sẽ là một đoạn thẳng. Đấy chưa? Vuông pha là elip, cùng pha, ngược pha sẽ là đoạn thẳng nha. Và các giá trị tức thời nó liên hệ với nhau như sau. Y cực đại là omega nhân với Q0. Được chưa nhỉ? Y không là omega nhân Q0. Q0 là C nhân U0, QQ, nhớ theo cái mẹo là QQ, được chưa? Và mối liên hệ giữa U và Y, mình đã có mối liên hệ giữa Y và Q này, Q và U rồi. Bây giờ mối liên hệ giữa U và Y, thì trước khi nhìn cái dòng cuối cùng này, các em hãy nhìn cái này trước này. Mình có được là Q0 chính bằng C nhân U0, các em có thể ném ngược lên trên đây, đó là Y0 bằng omega C nhân với U0. Bạn nào có thể ghi ra ngoài nó chính là gì nhỉ? Y bằng U chia cho ZC, hoặc là Y bằng U chia cho ZL cũng được nha, bởi vì omega là 1 trên căn Lc thì ZL ZC. Hoặc các bạn có thể chuyển vế đẹp đẽ như sau, đó là cu ly căn C nhân U bằng căn L nhân Y. Nó là cu ly, được chưa? Nó là cu ly nha. Và mối liên hệ tức thời giữa Q và Y, em biết rồi, Q và Y vuông pha thì Q bình trên Q không bình cộng Y bình trên Y không bình bằng số 1. U và Y cũng vuông pha thì U bình trên U không bình cộng Y bình trên Y không bình bằng số 1. Đây là số 1 bị thầy che đi đây này. Đây là số 1 nha. Ok chưa? Đấy, đấy là cái bảng mà chúng ta học nó rất là dễ nhớ. Nào bạn nào có các em có cần cứ quyết uống bia. Các bạn có cần cái file này đẹp không nhỉ? Để in ra ấy, thầy đã đăng cái lên rồi nhưng mà thầy đăng dưới dạng ảnh. Không biết các em in ra có đẹp hay không? Được chưa? Không biết các em in ra có đẹp hay không? Nếu mà các bạn nào mà cần thiết cái này thì có thể thầy sẽ up cái file PDF lên cho các bạn in ra bằng màu cho đẹp. Những cái chương cuối như này này, chương 4, chương 5, chương 6, chương 7, 4 chương cuối cùng, các bạn chỉ cần mỗi chương tầm hai cái sơ đồ tư duy thôi. Tức là các bạn cần 8 cái sơ đồ tư duy là các bạn đã học ngon ơ 4 chương cuối cùng rồi nha. Đấy, mỗi chương có cái sơ đồ tư duy như này chẳng hạn là rất là học rất là dễ nhớ. Quên phát nhìn vào phát là nhớ luôn đấy đấy. Toàn bộ mạch LC nó ở trong đây. Tất nhiên đây là kiến thức cơ bản thôi, còn dạng bài tập nó khá là nhiều, đúng chưa? Mình sẽ vận dụng những cái này để làm những bài tập của chúng ta nhá. Đấy, nếu mà cần thì thầy sẽ up, gọi là up file lên cho các bạn nhỉ. Cần up file lên luôn được chưa nhỉ? Nha. Rồi, các bạn nhớ chụp lại màn hình hay ghi chép lại cái này được chưa nhỉ? Sau đó chúng ta sẽ đi làm bài tập thôi. Thì hôm nay thầy chuẩn bị hai file nha, thầy chuẩn bị hai file. Chưa được cái đâu thì chữa, được chưa? Chưa được cái đâu thì chữa, còn không sẽ là hôm khác chữa tiếp. Bởi vì thầy sẽ có tất cả cho các bạn là 6 buổi để học tốt chương này. Thực ra chưa chỉ cần một buổi thôi. Thầy dàn ra 6 buổi để thầy chữa được nhiều bài tập hơn. Nếu buổi hôm nay mà không chữa hết được hai file thì chúng ta chữa được một file rưỡi cũng được, nhỉ? Chắc chắn là phải xong file đầu tiên này nha. Chắc chắn là phải xong file đầu tiên. Nào, áp dụng những cái công thức mà thầy vừa dạy, các bạn hãy bấm máy. Chương này học là phải bấm máy các ông nhá. Áp dụng những kiến thức mà thầy vừa dạy, các bạn hãy bấm máy làm cho thầy từ những câu 1 nào, những câu dễ nhất đã nào. File thì up trong nhóm kín rồi nha. File của cái đề này up trong nhóm kín rồi. Được chưa? Câu 1, trong một mạch LC lý tưởng đang dao động điện từ tự do, biết điện tích cực đại của bản tụ là Q0, nó là bao nhiêu các bạn nhỉ? 10 mũ trừ 8, được nhỉ? Do điện cực đại là Y0 bằng 62,8 miliampere, tức là 10 mũ trừ 3, được chưa? Tần số của mạch ta tính F đúng không? Em tính omega trước. Omega chính là Y0 chia cho Q0, được chưa? Và omega chính bằng 2 pi F, đúng không ạ? Các bạn chia nhẹ nhàng và tình cảm. Vai tay tôi cứng vãi, tôi không bấm được máy tính không ạ? 62,8 nhân với 10 mũ trừ 3
chia cho 10 mũ trừ 8, chia tiếp cho 2pi là ra F chưa? Các bạn sẽ ra được F nó rơi vào khoảng độ tầm bao nhiêu đây các bạn nhỉ? Xấp xỉ 10 mũ 6, được chưa? 10 mũ 6 nha, xấp xỉ 10 mũ 6, tức là 10 mũ 3 kilo hẹt, được chưa? Kilo là 10 mũ 3, nhân tiếp với 10 mũ 3 nữa thành 10 mũ 6 chưa nhỉ? Nên câu 1 đáp án là gì đúng các em? Câu 1 đáp án B là chính xác, nghe chưa? Câu 1 đáp án B là chính xác. Nào, ta cứ nhận nha thôi. À đây là cái file thứ hai quên mất. Và cái file file nhất trước nha. Có hai file đấy các bạn ạ, tầm năm mấy câu nhỉ? Mình sẽ có năm mấy câu. Nào, tiếp tục câu thứ hai, câu 1 dễ quá rồi. Nào, câu thứ hai, cho mạch LC lý tưởng cho Q0 cho dòng điện cực đại là 2pi miliampere cho tần số và yêu cầu tính Q0. Cái này dễ quá. Q0 của chúng ta chính là Y0 chia cho omega. Được chưa nhỉ? Đấy, Y0 là 2pi, tức là 2 nhân với 10 mũ trừ 3. Omega sẽ là 2pi F. F là bao nhiêu các bạn nhỉ? 50 mê. Các bạn biết cái M là bao nhiêu không em? 50 M này. Các bạn là 1M, 2M đấy, đúng không nhỉ? Cho tao vay 1M, cho tao vay 2M đúng không nhỉ? M là 1 triệu, tức là 10 mũ 6 các em nha. Đấy, F là 50 nhân đến 10 mũ gì nhỉ? 6, 2pi, 2pi triệt tiêu. Các bạn thấy chưa? Vậy có được là 10 mũ trừ 3 chia cho 50 nhân đến 10 mũ 6, đúng không ạ? Rồi, nó là 2 nhân đến 10 mũ trừ 11. 2 nhân đến 10 mũ trừ 11 chính là 20 nhân đến 10 mũ trừ 12. Mà 20 nhân đến 10 mũ trừ 12 là 20 pico coulomb. Đúng nhỉ? Pico là 10 mũ bao nhiêu các bạn nhỉ? Chứ 12. Nhớ chưa nhỉ? Nha. Pico là 10 mũ trừ 12. Xong, câu 2 chúng ta đã xong rồi. Tiếp sang câu 3. Những câu này dễ mà, đúng không ạ? Những câu này dễ mà. Và hôm nay là buổi mở đầu nên là thầy cũng dạy khá là nhẹ nhàng. Thầy đã dạy cho các bạn tất cả là 6 buổi của cái chương này và 6 buổi chúng ta sẽ xong toàn bộ chương này từ cơ bản đến nâng cao. Nghe chưa? Từ cơ bản đến nâng cao nha. Câu 3. Cho mạch LC có C là 9 nanofarad, L là 1 mH. Cho cái gì các bạn nhỉ? Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại là khoảng 0,2 ampere. Yêu cầu tính điện tích trên một bảng tụ, biểu thức của điện tích. Nào, ta chọn gốc thời gian. Đây, biết rằng thời điểm ta chọn là mốc thời gian của dao động, cường độ dòng điện cực đại. Ok. Lúc chọn gốc thời gian của chúng ta là I max, dòng điện cực đại thì pha ban đầu của nó bằng 0. Đúng nhỉ? Một đại lượng dao động điều hòa đạt cực đại khi nó ở biên dương, mà biên dương thì pha bằng 0. Pha của Y bằng 0 thì pha của Q nó phải là bao nhiêu các em? Trừ pi trên 2. Bởi vì Y là sớm pha pi trên 2 so với Q, nên pha của Q là trừ pi trên 2. Các bạn sẽ có đáp án A hoặc đáp án D là chính xác. Bây giờ nó sẽ khác nhau ở cái omega hoặc là cái Q0. Mình tính hẳn cái Q0 luôn đi. Q0 thì chính là Y0 chia cho omega, mà omega lại là bằng 1 trên căn LC. Vậy thì Q0 sẽ là Y0 nhân với căn LC. Đấy chưa? Bởi vì omega là 1 trên căn LC. Các bạn hình dung ra chưa? Nha, câu 3 là D à? Thế rất là nhẩn nha nha. Nếu bạn nào bảo thầy nhanh quá thì bảo thầy có thể chậm lại một tí. Nhưng thầy nghĩ là thầy khá là chậm rồi. L là 1 mili, tức là 10 mũ trừ 3. C là 9 nhân đến 10 mũ bao nhiêu các bạn nhỉ? Trừ 9, đúng không? Các bạn tính ra được Q0 nó rơi vào 6 nhân đến 10 mũ trừ 7 coulomb. 6 nhân mũ trừ 7 coulomb, đáp án D là chính xác. Ok, Nguyễn Tâm là D, Bế Hoàng Minh là D. Sao ông Quang Anh khoanh A thế này? Khoanh A là em chưa bấm cái Q0 đúng rồi nha. Rồi, chắc chắn là chúng thầy đang dạy rất là chậm mà các bạn vẫn theo kịp đúng không nhỉ? Đúng không? Không có gì là nhanh ở đây đúng không? Nha, rất là chậm, rất là nhẹ nhàng. Chúng ta cứ nhớ được công thức là làm được. Vật lý dễ mà, đúng không nhỉ? Vật lý dễ mà, chỉ cần nhớ công thức thôi là làm được rồi. Ui dồi ôi, gần 500 người xem rồi, tuyệt vời quá nhỉ. Trong mùa đông lạnh giá như này mà được 500 bạn ngồi xem với thầy, ấm cúng vãi không ạ. Đấy chưa nhỉ? Ấm hơn là đi ngoài đường với cờ rớt. Nào, câu số 4, điện tích cực đại là Q0, dòng điện cực đại là Y0, yêu cầu tìm tần số. Ồ cái này dễ là các em này, cái này giống cái câu 1. Ta có được là omega nó bằng cái gì các bạn nhỉ? Y0 chia cho Q0. Nên phải nhớ nhá. Được chưa nhỉ? Omega là Y0 chia cho Q0. Omega lại bằng 2PF, cái này giống câu 1. Đề thì đang ở trong nhóm kín. Đề đang trong kín rồi. 0,314 chia cho Q0 là 2 nhân 10 mũ trừ 6 nhân tiếp với 2P để chia sang. Được chưa nhỉ? Vậy em có được F là bao nhiêu đây các bạn nhỉ? Xấp xỉ khoảng 2,5, đúng không? 2,5 nhưng mà là mấy số 0 đây? 2,5 nhưng mà sẽ là 10 mũ 4, đúng không nhỉ? 2,5 nhân 10 mũ 4 chính là 2,5 nhân đến 10 mũ 4 à. Chính là 25 nhân đến 10 mũ 3. Đấy chưa?
tức là 25 kHz. Đáp án A là chính xác. Các bạn lấy pi xấp xỉ bằng căn 10 nhé, bấm cho nó chuẩn nha. Được chưa nhỉ? 25 nhân 10 mũ 3, đáp án A là chính xác. Ok, Chí Toàn đúng, Linh Đào đúng. Ok, chào Vũ Hoàng Phúc. Ok, ta đã xong câu 4. Nào, cái này cứ nhận nha thôi. Hết sức nhận nha và bình tĩnh các bạn nha. Ồ, mới học cái này mà các bạn làm nhanh là toang đấy. Toang đấy, vì nó khá nhiều công thức mới cần để nhớ. Câu thứ 5, câu thứ 5, câu thứ 5. Bởi vì bộ công thức của nó là một bộ công thức mới hoàn toàn các em ạ. Nào, các bạn bấm câu thứ 5 comment đáp án thầy xem nào. Tất cả các em nào. Mới câu thứ 5 thôi. Chúng ta có 20 câu ở file 1, 33 câu ở file thứ 2. Nếu hôm nay kịp thì chữa file thứ 2, còn không thì chữa xong file 1 cho nghỉ. Nhờ, lạnh quá không ạ? Học 6 buổi này nhá, là xong được cái này nhá. Nào, câu 5, Hà Giang đáp án D ạ. À? Một mạch LC có L là 12,5 microhenry. Điện trở trong không đáng kể, coi như là mạch lý tưởng. Yêu cầu tính điện tích lớn nhất của tụ, tức là các bạn tính cái thằng Q0. Q0 thì là C nhân với U0, đúng không nhỉ? Q thì bằng Q. Người ta cho các bạn U0 là 10, nhưng người ta không cho các bạn C. Nhưng các bạn nhìn này, người ta cho các bạn là cái omega và cái L. Các biết rồi, omega thì bằng 1 trên căn LC. Vậy các bạn có luôn là C của chúng ta là 1 phần L nhân với omega bình, đúng không? Vậy thay vào đây ta có được là U0 chia cho omega bình nhân với L. Đấy, thế là xong. Đấy, mình làm rất nhẹ nhàng, chuyển vế rất tình cảm, đúng không nhỉ? 10 này chia cho 2 nhân 10 mũ 6, tất cả bình phương nhân với L là bao nhiêu các bạn nhỉ? 12,5. 12,5 nhân 10 mũ bao nhiêu các bạn nhỉ? -6, đúng không? Cứ chậm rãi, đúng không nhỉ? Bình tĩnh mà lĩnh phần thưởng. Ok, 2 nhân 10 mũ -7. Đúng không ạ? Cù lồng. Đáp án D là chính xác. Nếu với tốc độ làm như này thì chúng ta sẽ không bao giờ sai được câu nào. Đúng không em? Với tốc độ làm như này không bao giờ sai được câu nào, chỉ có khi làm nhanh ấy mới sợ sai thôi. Nào, câu 6 bấm máy luôn. Câu này thầy không 6-7 tương tự, thầy không chữa ra ngoài đấy nha. Chúng ta bấm máy luôn này các bạn này. Đây, bật máy tính các bạn xem nhá. Bấm máy luôn, nghe là quen rồi đúng không? Quen rồi này, bấm nha, bấm nha, bấm nha. Người ta yêu cầu tính Y0 đúng không? Mình có cái gì đấy bạn nhỉ? Q0, mình có F chưa? À, Y0 là omega. Omega chính là 2 pi nhân với F là 50k, tức là 10 mũ 3, đấy chưa? Đây là 2 pi F là omega, nhân với Q0 là bao nhiêu các em? 10 mũ trừ 6, ui, xong chưa? Ra được là 0,314, đúng không nhỉ? Ampere, 0,314 ampere. Câu này của chúng ta đáp án gì đúng không em? Đáp án D là chính xác, đúng không ạ? Đấy, 6D, được chưa? Đấy, bấm nhiều cho nó quen nha. Tiếp, câu số 7, người ta cho cái Q0 và người ta cho cái Y0, ui tính F cái này dễ quá. Mình sẽ lấy là cái gì các bạn nhỉ? Y0 chia cho Q0. 31,4 nhân đến 10 mũ bao nhiêu các bạn nhỉ? -3. Chia cho Q0 là 10 mũ bao nhiêu các em? -8. Mới ra được omega thôi, chia tiếp cho 2 pi nữa để ra F. Người yêu cầu tìm tần số các bạn được không các em nhỉ? Đấy, nó rơi vào khoảng này bao nhiêu các em nhỉ? Đây là 50, xấp xỉ khoảng 500. Các bạn chia cho 10 mũ 5 đi. Được chưa? Chia 10 mũ 5 đi. Nó là 5 nhân 10 mũ 5, đúng không nhỉ? 5 nhân 10 mũ 5 chính là 500 nhân 10 mũ 3, đúng không? Nên câu 7 đáp án B là chính xác. Đến đây mà các bạn đổi đơn vị nhầm, buồn lắm. Thấy chưa? Đến đây mà các bạn đổi đơn vị nhầm nữa thì buồn lắm. Xong chưa nhỉ? Rồi, hết trang đầu tiên nhá. Ok, Ngọc Quyền B, Huỳnh Chí Hảo B, Hà Giang B, đúng rồi. Nào, chúng ta đã làm hết trang đầu tiên, chúng ta sang câu thứ 8. Nó có một chút sự khác biệt, đấy chưa? Có một chút sự khác biệt. Nào, người ta cho L này, người ta cho C này. Có L có C này, có rất là nhiều rồi. Khoảng thời gian ngắn nhất nha, giữa hai lần liên tiếp điện tích trên một bảng tụ đạt là Q0 chia cho căn 2. Cái này nó giống cái chương mấy các bạn nhỉ? Nó giống cái chương 1. Học chương 4 là giống hệt chương 1. Q của chúng ta là một đại lượng điều hòa, có biên dương là Q0, biên âm là trừ Q0. Ở đây là Q0 chia cho căn 2, nó rơi vào góc bao nhiêu độ các bạn nhỉ? Học ở chương 1 các em biết rồi. Q0 chia cho căn 2 là ở góc 45 độ anh em ơi. Đấy chưa? Góc 45 độ. Mà hai lần liên tiếp, nhưng là hai lần liên tiếp gì các bạn nhỉ? Ngắn nhất, đúng không nhỉ? Ngắn nhất. Thì từ đây đến đây thôi là hai lần liên tiếp ngắn nhất. Còn hai lần liên tiếp dài hơn thì là góc bên này.
Thấy chưa? Người ta hỏi ngắn nhất mà, đúng không nhỉ? Vậy thì quét từ dưới đây quét lên trên đây là quét 90 độ, 45 nhân đôi là 90, 90 đổi sang là 1 phần 4 chu kỳ. Và em cũng biết rồi, chu kỳ là T bằng 2π căn LC. Mình có omega là 1 trên căn LC các bạn nha. Đấy chưa? Thì em có được T nó bằng 2π chia cho omega, thì T chính là 2π trên căn LC, sau đó chia cho 4, đúng không ạ? Cái bấm máy thôi, bấm nha, bấm nha, bấm nha, bấm rồi, bấm rồi. 2 này, cái pi không đừng bấm vào, cái pi đừng bấm vào. 2 nhân căn này, 20 nhân 10 mũ trừ 6 này, nhân với 5 nhân với 10 mũ trừ 6 này, chia thế là 4 này. Bỏ cái pi đi nha, đừng bấm vào nha. Đấy chưa? Nó là 5 pi nhân với 10 mũ trừ 6, đúng không nhỉ? Giây, là 5 pi micro giây, đáp án là C chính xác. Đúng không ạ? Ok. Thanh Tuyền C, Ngọc Quyền C, đúng rồi. Cái này nó giống hệt như chương mấy em? Nó giống hệt như chương chương 1, nghe chưa? Câu 8 của các bạn là C chính xác. Nào. Sang câu 9, cứ làm bình tĩnh, cứ làm bình tĩnh. Với tốc độ làm thế này, các bạn sẽ mãi mãi không bao giờ sai, nghe chưa? Chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ sai. Sao mà niềm tin à? Nhờ. Mất tiếng rồi á? Sao mất tiếng? Ui dồi ôi, điện thoại em loa bị bẩn rồi. Mang ra vòi nước rửa. Nào. Câu này người ta cho L, người ta cho phương trình của Q, yêu cầu tính C và tính T. Đấy chưa? Mình có omega là bao nhiêu các bạn nhỉ? 10 mũ 6 chia cho 6. Omega là bằng 1 trên căn LC. Đúng không ạ? Tính C dễ chưa? 1 phần L omega bình. 4 nhân đến 10 mũ trừ 3. Omega bình là 10 mũ 6 phần 6 tất cả bình. Đúng không nhỉ? Mình phải tính nha. C là 1 phần L omega bình các bạn ạ. Được chưa nhỉ? Đấy, mình chuyển về đây mình biết đúng không ạ? Nó là 9 nhân 10 mũ trừ 9. Ồ, 9 nhân đến 10 mũ trừ 9 là 9 nanofarad. Nghe chưa? Ừ, thế thì C đúng không ạ? Chỉ có đáp án C là đúng thôi. Ok, Hà Giang C đúng rồi. Hoàng Thảo C đúng. Hình Đình Phi C đúng. Xong chưa? Cái này phải mượt nha, được chưa? Cái này phải mượt. Tất nhiên là mới làm các em phải ghi chép rất là nhiều. Thấy có phải chép mà, đúng không nhỉ? Nhưng sau khi làm các bạn bấm phục phát bấm luôn, được chưa? Sau này sẽ không phải ghi người ta nữa. Các bạn nhưng đấy là quen rồi nha, được chưa? Đấy là quen rồi nha. Đúng rồi, 9C. Không phải tính cái T đó, tính cái T thì nó chính là 2π trên omega thôi, đúng không ạ? Đây. Thì nhìn biết là 12π nhân với trừ 6 rồi, đúng không? Dễ quá nhỉ. Tiếp câu số 10, câu này thì cơ bản này. Trong mạch LC, hiệu điện thế giữa hai bản tụ và điện tích của hai bản tụ. Ôi dồi ôi. Nào, các ông comment tôi câu này xem nào. Câu này mà các bạn không biết nữa thì có mà toang, được chưa? Câu 10. Câu 10, câu 10, câu 10. Lịch lai là gì? Ôi đây thầy dạy chương 4, được chưa? Thầy sẽ có 6 buổi học tốt chương 4 cho các bạn. Các bạn khác bây giờ vẫn đang mê man ở chương 3, đúng không nhỉ? Chúng ta đã học sang chương 4, thậm chí trên website thì đã up hết bài giảng của chương 5 và chương 6 rồi. Bạn nào có thể xem trước đi, sau này mình học cho nó phê, được chưa? Đấy, học nó cứ phải biết biết qua một chút, sau đó học sâu nó mới hay các em nha, được chưa? Nên thầy phải hay mơi mơi là như vậy. Giờ mơi mơi cho các em biết nó trước đã, sau đó các em sử dụng nó thì mới thích thích, đúng không ạ? Nào, Q và U nó là cùng pha nhau, nó sinh ra đồng thời. Khi có điện tích thì có sự chênh lệch điện thế luôn, đúng không nhỉ? D. Đấy chưa? Câu 10D. Nào, câu số 11, yêu cầu tính chu kỳ dao động riêng của mạch chu kỳ. Mình có C, mình có L, mình bấm chu kỳ thôi. Đây. Thầy cũng bấm được, đúng không ạ? Đây, bấm cho các bạn xem nha. 2π căn LC, không bấm pi vào nha. Biết là có pi nhưng không bấm vào. L là 3 nhân 10 mũ bao nhiêu các bạn nhỉ? Trừ 3. Đấy, mili mà. C là 120 nhân 10 mũ bao nhiêu các bạn nhỉ? Trừ 12. Xong chưa? Rồi, 1,2π nhá, nhân đến 10 mũ trừ 6. 1,2π nhân 10 mũ trừ 6 là 12π nhân đến 10 mũ trừ 7. Được chưa? Đáp án là gì đúng các bạn nhỉ? Đáp án là C chính xác. Đúng ạ, 1,2 nhân đến 10 mũ trừ 6 là 12 nhân 10 mũ trừ 7. Xong chưa nhỉ? Rồi, nào. Thế là câu 12 là các bạn đã quen chưa? Không phải viết nữa nhá. Câu 12 đã quen chưa nào? Câu 12 chúng ta không viết nữa. Bấm máy luôn nào. Các bạn đọc có thấy công thức của câu 12 nào. Đấy, từng cái câu thầy đang dạy ở đây, thực chất nó sẽ là một bước nhỏ trong một bài toán lớn sau này. Chứ sau này đi thi nó không có mấy bài dễ đâu, nhìn được các em nhá. Nó sẽ không có những bài dễ này đâu, mà bài sẽ khó hơn một chút. Nó là những cái bước nhỏ nhỏ của những câu này này, thầy sẽ gộp lại thành bài khó hơn, hiểu chưa? Ở đây thầy đang từng bước từng bước nhỏ cho các bạn để các bạn xử lý được một bài toán lớn nha. Nào, câu này là cái gì nào? Bấm phát được luôn này các bạn này. L các bạn là 1 phần omega bình C, đúng không nhỉ? Học từ nãy đến giờ rồi, 1 phần omega bình C.
C là 750 nhân đến 10 mũ bao nhiêu các bạn nhỉ? Trừ 9 đấy. Chữa từ nãy giờ cái kiểu này rồi. Đúng nhỉ? Yêu cầu tính L. L là một phần omega bình C. Nó rơi vào khoảng là 0,213, tức là bao nhiêu các bạn nhỉ? 213 mili. Đấy chưa? Đấy. Đó là các bạn có thể nhân đến 1000 nhá. Đấy chưa? Nhân đến 1000. Đấy, đúng không ạ? Xong chưa? Nó ra là bao nhiêu các bạn? 213 chưa? Thì tí rồi nhân trả lại là 10 mũ trừ 3. Ok không? Đáp án A là chính xác. Ơ nhưng mà nhiều bạn thầy dạy ọp thầy biết nhá, nhiều bạn không biết đổi với mấy cái này đâu. Đấy chưa? Nên các em phải đổi ngay cho quen nhá. Nó là toán học, các bạn hiểu không? Nó là toán học. Nhiều bạn đổi cái đấy không quen đâu. Nào. Tiếp câu số 13. Câu số 13, câu số 13. Một mạch LC lý tưởng cho điện tích cực đại, cho cường độ cực đại, yêu cầu tính chu kỳ. Cái này các bạn quen chưa? Chúng ta có I0, chúng ta có Q0 là các em sẽ có được omega. Đấy chưa? Omega chính là Y0 này 31,4 nhân với 10 mũ trừ 3. Bắt đầu quen rồi nha, thì không viết nữa được chưa, là chỉ bấm máy thôi. Đã, em thích không ạ? Lấy Y0 chia cho Q0 là ra omega. Lấy 2pi chia cho answer. 2pi chia omega là ra chu kỳ chưa? Đấy, 2 nhân với 10 mũ trừ 5 giây. 2 nhân với 10 mũ trừ 5 nó là 0,02 nhân 10 mũ trừ 3. Đấy chưa nhỉ? Đúng không? Đúng rồi. 2 nhân đến 10 mũ trừ 5 là 0,02 nhân đến 10 mũ trừ 3. Cái này hợp lý đấy các bạn ạ. Được chưa? 14 đáp án A là chính xác. Rồi, câu này người ta hỏi năng lượng điện trường. Có thể nhiều bạn chưa biết cách tính năng lượng điện trường. Năng lượng điện trường của chúng ta chính là Cu bình trên 2 của lớp 11 nhá. Lớp 12 thì không nhắc lại, vì thực chất cái này sẽ không thi đại học. Nhưng ở đây là thầy hỏi các bạn xem các bạn còn nhớ kiến thức lớp 11 hay không. Năng lượng điện trường nó sẽ là Cu bình trên 2. Năng lượng điện trường cực đại là Cu không bình trên 2. Đấy chưa? Đấy, UL thì bằng UC thôi. Bởi vì ZL là bằng ZC. Nên UL là bằng UC. Mình có này, Q sẽ bằng Q. Đấy chưa? Các bạn lấy C nhân U là giá Q thôi. Đấy chưa? 200 nhân với bao nhiêu các bạn nhỉ? 10 mũ trừ 6 nhân với U là 9 này. Đấy, mình sẽ được quy chưa? 1,8 nhân đến 10 mũ trừ 3. Vậy các sẽ có đáp án A hoặc đáp án C. Đấy chưa? Điện trường cực đại là Cu bình trên 2, 200 nhân đến 10 mũ trừ 6, Cu bình trên 2, 9 bình chia cho 2. Đấy chưa? Đây, nó là 81, là 8,1 nhân 10 mũ trừ 3 joule, đúng không nhỉ? Đáp án A là chính xác, đúng không ạ? Cái này là kiến thức của lớp 11 nhá. Điện trường nó là Cu bình trên 2. Thế xin lỗi, năng lượng điện trường là Cu bình trên 2. Được chưa? Nha. Ok, 14 đáp án A chính xác rồi. Bạn nào phải nhớ được kiến thức của lớp 11 cơ. Ông nào không nhớ được, ông nào lớp 11 bay lắc nhiều không nhớ được là toang cái câu này. Nào, năng lượng của quận cảm các bạn nhớ là gì không? Đó chính là Li bình trên 2. Nhớ nhá. Năng lượng của quận cảm là Li bình trên 2. Lại bấm máy tiếp này. L này có rồi, bao nhiêu đây các bạn nhỉ? L là 2 phần pi nhân với lại 10 mũ trừ 3. Đấy, Li bình, Y là 5 bình, đúng không nhỉ? Chia cho 2, Li bình chia cho 2. Bấm máy ra thôi. Nó xấp xỉ khoảng bao nhiêu bạn nhỉ? 8 nhân đến 10 mũ trừ 3. 8 nhân đến 10 mũ trừ 3 là 8 mili-joule. Đáp án D là chính xác. Câu 14, câu 15 là thử xem kiến thức lớp 11 các em có nhớ hay không. Năng lượng điện trường là Cu bình trên 2, năng lượng từ trường là Li bình trên 2. Còn nhớ cái này không các bạn? Nhớ không? Nào. Ôi giời. Ôi giời. Nào, câu 16 nào. Câu 16 nào. Ồ, thầy đang luyện đề rồi nhá. Thầy đang luyện đề đến đề thứ 5 rồi các em ơi. Nào. Câu thứ 16, thầy đã luyện xong 4 đề của thầy chế cộng thêm 3 đề thi thử của các trường là thầy đã luyện được cho các bạn 7 đề rồi, đấy chưa nhỉ? Thông thường một năm là thầy sẽ luyện tầm hơn 100 đề, 150 đề, cho nó có cả đề thầy chế và có cả đề các trường. Cái nó là bao nhiêu đề thì phải tùy vào các trường. Nếu các trường thi nhiều, chúng ta sẽ luyện nhiều. Còn không tối thiểu, chúng ta sẽ luyện ít nhất là 99 đề. Đấy chưa? Còn như năm ngoái thì luyện nó rơi vào tầm 150 đề. Năm ngoái các trường thi thử nhiều vãi. Lạnh quá. Nào, câu 16, bấm máy thôi. Mình có C, mình có F, yêu cầu tính L. Ui, cái này dễ quá. L chính là bao nhiêu các bạn nhỉ? L chính là một phần omega bình C, một phần này. Omega chính là 2pi của F này. Đây là tần số F chưa? Là bao nhiêu các bạn nhỉ? 10 mũ 6. Em phải tưởng tượng cho nhanh nha. Đấy, omega bình nhân với C. 20 nhân 10 mũ trừ bao nhiêu các bạn nhỉ?
Pico là 10 mũ trừ 12. Được chưa nhỉ? Phải học thuộc những cái này nhá. Rồi, nó ra là 1,26 nhân đến 10 mũ trừ 3. 1,26 nhân mũ trừ 3 là xấp xỉ khoảng 1,3 nhân đến 10 mũ trừ 3, được chưa? Đấy, xấp xỉ, coi như xấp xỉ nha. Đáp án C là chính xác. Câu 16 là C. Xong chưa? Rồi. Thôi câu này thì quen thuộc quá rồi. Bấm áo phát cho xong. Yêu cầu tính tần số là lấy Y0 chia cho Q0. 66 nhân đến 10 mũ trừ 3 chia cho Q0 là 5 nhân đến 10 mũ trừ 6 là ra Omega. Chi tiết cho 2 pi để ra F. 2100. Đây, 2,1 kHz. Đáp án B là chính xác. Các bạn thấy chưa? Đấy, tốc độ làm nó phải như thế này này. Câu 17 là B. Tiếp, câu này cho C, cho L yêu cầu tính chu kỳ. Chu kỳ là 2 pi C căn L C anh em nhá. Chu kỳ là 2 pi C căn L C nào. 2 pi C là 200 pico. Thấy chưa? 10 mũ trừ 12. Đấy. Nhân với 0,02, 2 pi căn L C 1,25 nhân đến 10 mũ trừ 5 tức là 12,5 nhân đến 10 mũ trừ 6. Đáp án A là chính xác. Học cái chương 4 này này, các bạn sẽ phải làm quen với số liệu rất nhỏ hoặc rất to. Đấy, chu kỳ rất là nhỏ nhưng omega lại rất là to, được chưa? Nó không có số nào chung chung khoảng 100, 200 đâu, nó toàn số rất nhỏ, số rất to, được chưa? Toàn pico với nano nha. Nào. Rồi, câu thứ 19 nào. Ôi, thế là xong rồi đấy. Mình sẽ là đề 2 đấy nhỉ? Mình sẽ là đề 2 đấy. Nào. Để có tần số riêng là 1 MHz thì phải mắc L với C là điện dung bao nhiêu? Tính C cái gì? Mình dễ quá, 1 phần omega bình L, 1 phần này omega bình, omega là 2 pi. Được chưa? 2 pi F, F là 10 mũ 6 này. Đấy. Omega bình đây, đây là omega bình nhân với L 0,1 là ra C chưa? 2,5 nhân đến 10 mũ trừ 13. Càng đấy. 2,5 nhân đến 10 mũ trừ 13 thì chính là 0,25. Đúng rồi, nhân đến 10 mũ trừ 12. Đáp án C là chính xác. Câu 19 là C. Đấy chưa? Câu 19 là C. Nào, tiếp của chúng ta câu 20 nào. Câu 20 nào. Câu 20. Trong mạch LC có L là 1 mH. C là cái này, có L có C. Khoảng thời gian từ lúc hiệu điện thế trên tụ đạt cực đại đến lúc hiệu điện thế trên tụ là U0 trên 2. Nào, các bạn học vòng tròn lượng giác ở chương 1 rồi, các bạn hãy trả lời với thầy biết. Từ U0 về U0 trên 2 mất bao nhiêu chu kỳ? Nào, mất bao nhiêu chu kỳ? Coi như là khoảng thời gian ngắn nhất đi, được chưa? Khoảng thời gian ngắn nhất là mất bao nhiêu chu kỳ? Chúng ta không vẽ vòng tròn lượng giác nhá, nhưng chúng ta vẫn làm được cái này mới là hay này, được chưa? Không vẽ vòng tròn lượng giác, chúng ta chỉ tưởng tượng ra thôi, được chưa? Tưởng tượng vòng tròn lượng giác trong đầu. U0 là ở biên dương, vector nằm ngang. U0 trên 2 là ở vị trí trên này chưa? Và 1 phần 2 nó rơi vào góc 60 độ. Nó quét từ vị trí ngang đến góc 60 là nó quét được bao nhiêu độ các bạn nhỉ? Nó quét được góc là 60 độ. Và 60 độ là bao nhiêu chu kỳ? Ok, Hà Giang, Hoàng Anh, Mạnh Quỳnh, chính xác rồi. Đó là 1 phần 6 chu kỳ, đúng không nhỉ? Nó quét 60 độ, tức là 1 phần 6 chu kỳ. Các bạn bấm thôi, đúng nhỉ? Những cái này không phải nháp, đúng nhỉ? Không phải nháp. Bấm thôi. Nào, 2π này. 2π, đậu xanh, đây 2π. Cai đậu xanh, 2π. Căn L là 10 mũ trừ 3. C là của 0,1 phần pi, khiếp dài quá, nhân đến 10 mũ trừ 6, đây là 2 pi căn L C nhá, chia cho chu kỳ, à đến đấy mới là chu kỳ chia 6 đấy, 1 phần 6 chu kỳ của các bạn đấy, nó rơi vào 6, khoảng 6 micro giây. Đáp án là gì đúng không các bạn nhỉ? D là chính xác, 6 micro giây. Đáp án D là chính xác. Xong chưa? Rồi, ok, xong nhá. Chúng ta đã xong được cái gọi là cái file đầu tiên. Coi như là các bạn đã nhập môn xong cái phần mạch LC. Bây giờ chúng ta học sang nâng cao một chút xíu, được chưa? Là cái bài mối quan hệ giữa các đại lượng. Đây, đây bắt đầu mới rơi vào phần nâng cao. Nào, nhập môn xong chưa các bạn? Ok chưa, tự tin chưa? Nào, tự tin chưa? Phần này có ba mấy câu thì sẽ chữa tất cả câu điển hình. Những câu giống nhau các bạn tự làm, chỉ thay số thôi. Được chưa nhỉ? Có chứ, thầy đang sẽ đăng lại nha. Đăng lại, web mình sẽ tổng hợp hết 99 đề rồi các bạn. Nào. Chúng ta bắt đầu sang phần nâng cao.
Rồi, các bạn đã nhập môn xong rồi. Nhập môn xong rồi. Nghĩ đố cầu nghĩ được câu đầu tiên ở đây. Đố cầu nghĩ được câu đầu tiên ở đây. Cho mạch LC lý tưởng, cho C yêu cầu tìm L. Dao động điện có chu kỳ là T, biết rằng ở thời điểm T nhỏ, điện áp trên tụ là 5V và thời điểm T nhỏ cộng 1 phần 4 chu kỳ, dòng điện là 50 mA, yêu cầu tìm L. Biết làm không các bạn? Đấy, bắt đầu nâng cao một chút rồi các bạn nha. Chúng ta đã xong phần nhập môn rồi. Phần này của chúng ta nó chính là kỹ thuật nha. Phần này của chúng ta đó chính là kỹ thuật đơn trục các bạn ạ. Đấy chưa? Phần này của chúng ta nó chính là kỹ thuật đơn trục trong điện xoay chiều. Đấy chưa? Nó chính là kỹ thuật đơn trục của điện xoay chiều nha. Hay nói khác, nó là kỹ thuật đơn trục của cái trường dao động cơ. Đấy chưa nhỉ? Nó là kỹ thuật đơn trục của cái trường dao động cơ. 1B á. 1B sai, năm sai em nghỉ học ạ. Rồi. Chắc là 1B chưa? Các bạn đã chắc là 1B chưa? Rồi, các bạn. Các bạn ngây thơ quá. Các bạn ngây thơ quá, có chắc là 1B không? Cho câu nghĩ. Cho câu nghĩ. Cho các bạn nghĩ. Tự tin đấy. 1B à? Thì bấm thử trước ra ngoài nhá. Vuông pha này, vuông pha 1/4. U đây. Thế thế anh tưởng tượng đầu nhá. I, U đây, I đây. U đây, I đây, xong quay tiếp 1/4 chu kỳ nữa. Ok. Vậy sẽ là cùng pha. Cùng pha. Rồi, 50 nhân đến 10 mũ trừ 3 chia cho 5. Nó ra U0 trên Y0. Đúng, đúng rồi, đáp án B là chính xác. Chuẩn, chính xác. Các bạn sẽ sử dụng cái kỹ thuật đơn trục. Nào, tại thời điểm T của chúng ta, người ta cho UC bằng 5V. Đấy chưa? Rồi, tức là UL sẽ là bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? Trừ 5V. Đấy, hai cái nó ngược nhau, đúng nhỉ? UL, UC là ngược với nhau. Tại thời điểm T cộng với lại T trên 4, đây, thì dòng điện nó cuộn dây, tức là IL của chúng ta, được chưa nhỉ? Bằng 50 mA. Được chưa nhỉ? Bằng 50 mA. Yêu cầu tính L chưa? Nào, bắt đầu mình vẽ rất là cơ bản như sau. Tại thời điểm T, đây là UC tại thời điểm T. Được chưa? Thì sẽ có được là I nó sẽ sớm pha P trên 2 so với UC. Đây là I chưa? Cùng một thời điểm T. UL thì sẽ ở phía trước. Đấy, UL tại thời điểm T đây. Đúng không ạ? Đấy, UL thì ngược pha với UC. Đấy, UL thì sớm pha P trên 2 so với I. Đúng nhỉ? Nó như kiểu trên điện xoay chiều ấy. Đúng không ạ? Sau đó mình sẽ quay đi bao nhiêu bạn nhỉ? 1/4 chu kỳ. Đây này. Nó cho I tại T cộng T trên 4 cơ. I thì sẽ quay đi 1/4 chu kỳ. Đây là I này. Tại T cộng với T trên 4. Đúng nhỉ? Đấy. Nó quay 1/4 chu kỳ. Đúng không ạ? Vậy thì chứng tỏ này. Cái I ở đây và cái UC ở đây. Nó là ngược pha với nhau. I ở đây và UC là ngược pha với nhau, nó sẽ có dấu trừ. Nhưng người ta cho cái dữ kiện là độ lớn này, nhìn cho các em, độ lớn tức là người ta bỏ qua dấu trừ, người ta bỏ qua dấu trừ. Các bạn lưu ý nhá. Có được là I trên I không, nhưng độ lớn đóng trị tuyệt đối vào nó bằng U chia cho U không. Xong chưa? Rồi các bạn có I có U rồi là các bạn ra được cái gì các bạn nhỉ? Thay số vào nhá, 50 nhân đến 10 mũ trừ 3 chia cho I không. Đấy chưa? Ta có tiếp là U là bằng 5. Được chưa? U0 thì bằng cái gì cho nhanh em, không U0 thì chính là bằng Y0. Được chưa? Y0 nhá. Nó mới là nhanh nha các bạn nha. Y0 nhân với ZL. Ý. Như thế nó nhanh này. Được chưa? U0 là Y0 nhân ZL. Thế đã dạy các bạn cái mẹo rồi. Các bạn có thể viết là U0 bằng Y0 nhân với ZL cũng được. Hoặc là Y0 nhân ZC cũng được. Bởi vì là gần như là cộng hưởng đấy. Ta có thể coi như cộng hưởng ZL bằng ZC. Được chưa? Từ đây mình có được ZL. Thế quý hóa không? Mình có được ZL nha. Mình có ZL rồi, bao nhiêu đây các bạn nhỉ? Nào, 5/5/50 nhân đến 10 mũ trừ 3. Xong chưa? ZL là bằng 100. ZL bằng 100. ZL thì bằng omega nhân với L, nhưng ZL cũng bằng ZC là 1/ωc. Đúng chưa? Thế các bạn có được cái C chưa? Là bao nhiêu đây các bạn nhỉ? Cái này. Xong chưa? Từ đây các bạn suy được cái L nha. Nào, nó hơi mất thời gian một chút. Nó hơi mất thời gian một tí nha. Mình có được là omega trước này.
1 phần 100 nhân với 50 nhân với 10 mũ trừ 6. Được chưa? Omega là 200 pi. Được chưa nhỉ? Và chưa được L là bao nhiêu các bạn nhỉ? 0,5 trên pi Henry. 0,5 trên pi Henry là 1 phần 2 pi Henry. Đáp án B. Đúng rồi đấy. Được chưa? Đấy. Nó là kỹ thuật đơn trục của chương 1. Nếu như các bạn không học chương 1 thì hơi toang. Được chưa? Đấy, học không học chương 1 thì hơi toang. Các bạn nhìn này, nó khá giống cái cả cái chương 3 nữa. UL thì ngược pha với UC. Đấy chưa? Tiếp theo nó là cái gì bạn nhỉ? UL thì sớm pha pi trên 2 so với Y. Hay nó khác nữa là cái gì các bạn nhỉ? Y lại sớm pha pi trên 2 UC. Nó giống hệt của cái chương 3 nha. Đấy chưa? Nó vẫn là mạch L nối tiếp với C thôi. Đấy chưa? Và các bạn có thể hiểu là mạch này cộng hưởng thì ZL và ZC cho nhanh. Chưa nhỉ? Nha. Đấy, một câu nha, nhưng mà chắc chưa quen đúng không? Chắc chưa quen đâu, ta sẽ làm tiếp một câu nữa, một câu tương tự này. Sang câu thứ hai, sang câu thứ hai. Kỹ thuật đơn trục. Ấy, bạn quan trọng chưa? Thầy còn vừa mới dạy các bạn kỹ thuật đơn trục xong. Thầy vừa mới dạy hôm trước kỹ thuật đơn trục xong. Nào, câu này làm tương tự. Câu này làm tương tự, nó không nhanh được nha. Đấy chưa? Cứ làm nhẩn nha. Các bạn biết nó cùng hay ngược hay vuông thôi thì các bạn làm mới nhanh. Đấy chưa? Phải vẽ hình nha, phải vẽ hình nha. Câu thứ hai, người ta cho L. Tại thời điểm T nhỏ, người ta cho Y là bằng 40 mA. Tại thời điểm T nhỏ cộng với T trên 4, người ta cho UC là bằng 40 mV. Nó giống hệt của cái gì các bạn nhỉ? Của cái chương 3 đấy, kỹ thuật đơn trục của chương 3 đấy. Dễ lắm. Nào, yêu cầu tính C đúng không? Xong nào. Y đây, tại thời điểm T đây. UC thì sẽ pha pi trên 2 so với Y. Đấy, khác gì chương 3 không? Đấy, đây là UC sẽ trễ pha pi trên 2 so với Y. UC quay 1 phần 4 chu kỳ. Đây, thì UC đến đây. Đây là UC tại T cộng T trên 4. Đúng không nhỉ? Vậy thì hai cái người ta cho là mối quan hệ gì các em? Hai cái người ta cho đó chính là mối quan hệ về cùng pha. Đúng không ạ? Các bạn áp dụng cùng pha vào. U trên cho U không chính là bằng Y chia cho Y không. Hợp lý chưa? Thay số này. Mili triệt tiêu. U là 40. 40 tấc này có thể bằng nhau hết. Đúng nhỉ? Đấy. Y0 là Y0 nhân với ZL. U0 là Y0 ZL nha. 40 tiếp nhân với Y0. Ui giời ơi. Thế các bạn ra được ZL bao nhiêu các em nhỉ? Các bạn ra được ZL bằng 1 ôm á. Vãi, ZL bằng 1 ôm à? ZL bằng 1 ôm. ZL thì bằng omega nhân với L. Được chưa? Các bạn suy được omega thôi. Nghe nó có vẻ gì nó không đúng lắm nhỉ? Có bị nhầm đơn vị không anh em nhỉ? Thấy có bị nhầm không nhỉ? Mili mili. Ô, có cái gì đó nó bị sai sai. Hình như của chúng ta cái này không có mili đâu, cái vôn nó không có mili đâu các bạn, nó có bị nhầm đâu không nhỉ? Hình như cái vôn nó không có mili các bạn, nó phải ra được 100 ôm ấy nhỉ. Cái UC này không có mili đâu này các bạn này. Đấy chưa? Phải bỏ đi thì nó mới ra được chứ nhỉ. Vôn nó phải lớn nhỉ, sao nó bé nhỉ? Nha, để thử lại xem nào. Lúc này chỗ này sẽ là 40 này nhân lên 10 mũ trừ 3. Cũng không hợp lý lắm. À không, nhầm 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 nhầm. UC U thì không có mili thì à đúng rồi, hợp lý rồi, hợp lý rồi. Thế ra 1.000 này. Thế sẽ ra 1.000 nữa các bạn ạ. Được chưa? Lúc này nó lại ra 1.000. Cái này bị sai mất đơn vị rồi. 1.000 thì lại không hợp lý các ông ạ. Thì omega này lại bằng 500 pi à. Omega là 500 pi. Thế thì C của chúng ta là 1 phần omega bình L. Có vẻ là có gì nó hơi bấn bấn cấn cấn. Là tạch mất chỗ nào đấy. Tạch mất chỗ nào đấy. Không đúng rồi các bạn ạ. Nó là 2 nhân 10 mũ trừ 6 trên pi. Nó bị sai mất đơn vị rồi. Đúng rồi, chính xác đáp án E. Thôi được rồi, bỏ qua câu này. Nó bị sai mất đơn vị các bạn ạ. Đấy chưa nhỉ? Nếu mà thầy bỏ cái mili ở đây đi. Đấy chưa? Thì ra là 2 nhân 10 mũ trừ 6. Đậu xanh. Sai mất đơn vị. Cái ZL này 100 thì đẹp này. Cái ZL này là 100 thì đẹp này các ông này. Nó là 100 thì là hợp lý. Nó là 100 thì là rất hợp lý nhá. Thì tức là kia phải là 4V à? Nó là 100 thì hợp lý các bạn ạ. Nó là à không, nó là 400V. Thì thôi rồi.
bỏ qua bỏ qua bỏ qua bỏ qua lung tung có bỏ qua, ok nó hơi bị lệch lạc tí nào. Bỏ qua đấy, tương tự thôi, tí nữa sẽ có rất nhiều câu tương tự kiểu như vậy cho các bạn làm, đơn vị nó hơi bị chệch choạc. Nào câu thứ ba, phần này đơn vị đau đầu lắm các bạn ạ. Câu thứ ba này, cho mạch LC lý tưởng có L có C, trong mạch đang có dao động điện từ tự do với điện áp giữa hai bảng tụ điện đây, tức là U0 là bằng 5V. Khi điện áp này là bằng 4V thì có I bằng bao nhiêu? Nào, ta có cái từ khi. Từ khi là thể hiện mối quan hệ gì các bạn nhỉ? Từ khi là thể hiện mối quan hệ tức thời. Các bạn sẽ áp dụng biểu thức vuông pha vào. Vì I và U là vuông pha. U bình trên U không bình cộng cho I bình trên I không bình bằng số mấy các bạn nhỉ? Bằng số 1. Từ đó các bạn thay số vào nha. Đây là 4 chia cho 5 tất cả bình. Đây sẽ phải là 3 chia cho 5 tất cả bình thì mới bằng số 1 được. Các bạn hiểu chưa? Vậy thì chúng ta đây ta có được là cái gì các bạn nhỉ? Y nhỏ của chúng ta sẽ là bằng 3 phần 5 của Y0. Hãy thầy viết như này cho các bạn dễ hiểu nha. Để các bạn thắc mắc vì sao có cái điều này. Tức là Y nhỏ trên Y0 là bằng 3 phần 5. Hiểu không? 4 phần 5 bình cộng với 3 phần 5 bình mới có thể bằng được số 1. Nghe chưa? Rồi, từ đây các bạn tính Y nhỏ đúng không? Y nhỏ này sẽ bằng 3 phần 5 nhân với Y0. Y0 của các bạn bằng cái gì? Y0 của các bạn, đây 3 phần 5 ở Dũng Nguyên nha. Y0 chính là U0 nhân với căn của C chia cho L. Cái này thầy đã dạy các bạn cả trong công thức ở khóa học và cả cái mẹo của chúng ta. Mình có công thức là cu ly, đấy chưa? Cu ly tức là căn U, à căn C nhân với I, U bằng căn L nhân với I. Vậy có phải là L, à I chính bằng căn C trên L nhân với U chưa? Nên thầy dạy rất nhiều mẹo để nhớ cái này. Rồi, các bạn chỉ việc bấm máy thôi này. 3 phần 5 này. Đấy, nhân với U là mấy các bạn nhỉ? U không là 5. Nhân với căn C trên L, C và L có rồi. C là 10 mũ bao nhiêu các em nhỉ? Chứ 8 nhân mũ trừ 9. 8 nhân đến 10 mũ trừ 9. L bao nhiêu các bạn nhỉ? 2 nhân đến bao nhiêu các em? 10 mũ trừ 3. Đấy chưa? Rồi, 6 nhân đến 10 mũ trừ 3 ampere. Đấy chưa? Đáp án B là chính xác nha. 6 miliampere. Được không? Nó chỉ là áp dụng biểu thức vuông pha. Nhưng các bạn phải nhớ được cái biểu thức này này. Không gọn toang ngay này. Y0 thì chính bằng U0 nhân với căn của C trên L. Đấy, C thì phải đi với U. Còn nếu viết ngược lại là U0 thì bằng Y0 nhân với căn của L trên C. Đấy, L thì phải đi với Y, còn C thì phải đi với U. Các bạn phải thuận tay thật nhanh nhá. Người ta chưa hề cho Y0, nhưng người ta cho U0 và cho L cho C. Đấy, cho hết những cái này rồi là tính được Y0 bình thường thôi. Nhớ chưa? 3B đúng rồi, các bạn làm đúng rồi, 3B nha. Tiếp theo, tương tự thôi. Thầy cho rất nhiều câu tương tự. Rồi, đến câu 4 là câu một câu ngược lại này. Câu 4 là một câu ngược lại này. Tính C à? Câu tính C. Người ta cho các bạn L. Người ta cho các bạn là gì các bạn nhỉ? Điện áp cực đại là bằng 5V, U0 là bằng 5. Đấy, khi U nhỏ bằng 3 thì Y nó bằng 6mm. Đây là một câu ngược lại các em nha. Đây là từ khi, đúng không? Cái từ khi là thể hiện mối quan hệ tức thời. Các bạn sẽ áp dụng biểu thức vuông pha vào đây. Là U bình chia cho U không bình. Đấy chưa? Cộng Y bình chia cho Y không bình bằng số 1 nha, bằng số 1. Và có được U trên U không là bằng 3 phần 5. Bố này mà là 3 phần 5, bố này phải là 4 phần 5. Các bạn phải nhẩm thật nhanh. Đấy chưa? Đấy, nâng những cặp số đặc biệt, đúng chưa nhờ? Thế mình có được là Y nhỏ chia cho Y0 thì bằng bao nhiêu các bạn nhờ? Thì bằng 4 phần 5. Đấy, thế các bạn có được là Y0 chưa? Bao nhiêu đây? 6 chia cho 4 phần 5 nó là bằng 7,5 nhân đến 10 mũ trừ 3. Đấy, mà Y0 chính bằng căn của C chia cho L nhân với U0. Các bạn có U0 rồi, U0 thì có bằng 5 rồi, tính ra được C chưa? Nha, 7,5 nhân 10 mũ trừ 3, 7,5 nhân 10 mũ trừ 3, chia cho 5 rồi, nhân với căn của L là 4 mHg, là ra căn C, đúng rồi, bình phương lên, hợp lý, đẹp quá, đẹp lắm các em ạ. Lúc này C của chúng ta là 9 nanofarad, tức là 9 nhân 10 mũ trừ 9, đấy chưa? Đúng rồi, Minh Luân Hồ đúng rồi. Lại mình đúng rồi, đáp án C là chính xác. Đấy, những cái này cứ làm nhẩn nha. Nhưng mà một lúc nữa thôi là các em có thể làm nhanh và rất nhanh.
Nhưng nó là câu chuyện của một lúc nữa. Nó là câu chuyện của một lúc nữa. Đợi thêm một chút để nghe điện thoại. Alo ạ. À vâng chị ơi, bây giờ em lại đang dậy chị ạ. Có gì mai em gọi cho chị ạ. Vâng em đang dậy các cháu ca buổi đêm ạ. Vâng, em chào chị ạ. Vâng, em chào chị ạ. Quên điện thoại. Nào, tiếp câu số 5. Cái này thì dễ. Cái này thì dễ các bạn ạ. Tại một thời điểm dòng điện có giá trị là I không chia cho căn 2 thì U là bao nhiêu? Mình có U và I là hai đại lượng vuông pha. Mình có I và U là hai đại lượng vuông pha. Và thầy đã dạy các bạn một cái mẹo để các bạn nhớ rồi. Nếu mà hai đại lượng vuông pha, một đại lượng lấy 1 phần 2 thì đại lượng còn lại phải lấy căn 3 trên 2. Bởi vì 1 phần 2 bình cộng với căn 3 trên 2 bình mới là bằng số 1. Còn một đại lượng lấy 1 phần căn 2, đại lượng còn lại cũng phải lấy 1 phần căn 2. Cậu nhớ chưa? Nên câu 5 này đáp án C là chính xác. Một thằng lấy 1 phần căn 2, thằng còn lại cũng sẽ lấy 1 phần căn 2. Nào, thế câu số 6 là... Câu số 6 câu phải làm nhanh, phải làm luôn. Nào, câu số 6 nào. Câu này dễ quá. Cứ ốp vuông pha vào thôi, câu này không cần phải não đúng không? Mình không cần não mình mới làm được câu này. Mặt pha này dài lắm các bạn nhá. Pha này dài lắm. Pha này ba mấy câu cơ. Đấy, các bạn xem trước cái pha này đi, cần câu nào khó và thầy chữa nhá. Thầy chữa hết tôi mệt vãi không ạ? Tôi chết phải tôi mệt vãi nha, tôi mệt vãi. Nào. Thầy vừa nói xong, hai đại lượng vuông pha, một thằng lấy căn 3 trên 2, một thằng còn lại phải lấy 1 phần 2. Được chưa nhỉ? Vì nó tổng nó mới bằng số 1, tổng bình phương mới là số 1. Được chưa nhỉ? Nha, một thằng lấy 1 phần 2, thằng lại lấy căn 3 trên 2. Xong chưa? Ok. Ok, câu 7 này. Những câu của các bạn nhìn nó thấy cái sự lòng hoàng của nó rồi. Nhìn nhìn cái câu này chán vãi không ạ? Thì giờ như phải bắt mày làm. Nhờ. Nó lòng hoàng lắm. Nha, ok, rất nhiều bạn đúng rồi nha. Câu 6 là C, hợp lý. Thanh Tuyền C, Ngọc Quyền C. Ơ, cái Tuyền với cái Quyền lúc nào cũng comment gần nhau nhỉ? Tuyền với Quyền yêu nhau đi. Lúc nào thấy hai đứa comment gần nhau. Uyền, 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 Uyền. Vân Uyền, yêu nhau đi. Sau là con tên là Luyền. Đấy. Cho nó đẹp. Nào, câu số 7. Cho một mạch LC. Cho C. Cho phương trình của Y. Tại thời điểm dòng điện bằng một nửa cường độ dòng điện hiệu dụng. Ui giời ơi, cẩn thận các em nhá. Nhìn này. Tại thời điểm này, nó bằng một nửa cường độ dòng điện hiệu dụng là Y chia cho 2. Bằng một nửa của hiệu dụng. Quắt giời heo, thấy sợ không? Thì nó chính là cực đại chia cho bao nhiêu bạn nhỉ? 2 căn 2. Vì bản thân Y sẽ là cái gì các bạn nhỉ? Y không chia cho căn 2. Có đúng không? Có các bạn nhầm nhá, có nhìn thấy một nửa, đấy tưởng là một nửa. Toàn, 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 toàn vãi không ạ? Câu thấy không? Y sẽ bằng U không, à Y sẽ bằng Y lớn chia cho 2 là một nửa hiệu dụng. Nhưng hiệu dụng lại bằng cực đại chia cho căn 2. Úi dồi ôi, câu này nhiều ông Toang này. Lúc này U của chúng ta bao nhiêu nào? Các bạn áp dụng vuông pha này. U bình chia cho U không bình cộng với Y bình chia cho Y không bình bằng số mấy các bạn nhỉ? Bằng số 1. Đúng không? Thằng này là 1 phần 2 căn 2 bình phương. Tức bố này là 1 phần 8. Nhầm nhá. 1 phần 8. Bên này là 7 phần 8. 7 phần 8 là căn 7 chia cho 2 căn 2. Tất cả bình phương. Các bạn cộng thử xem có đúng không nhỉ? Nào, thầy sẽ bấm thử nào. 7 phần... bấm thử nha. Căn 7 phần 2 căn 2 tất cả bình phương cộng với 1 phần 2 căn 2 bình phương. Rồi. Đúng rồi. Vậy bên này sẽ là căn 7 phần 2 căn 2. Cái bắt giờ heo ghê vãi không ạ? Nó là căn 7 phần 2 căn 2 của cái U0. Thấy chưa? Và cái U0 này bằng cái gì? Cái U0 thì chính bằng... nhìn cho kỹ này. Y0... Nhìn nghệ thuật nha. Đây là nghệ thuật nha. Đây là nghệ thuật. Mình không còn phải nhớ là U0 là bằng Y0 nhân với căn của L trên C. Bởi vì bài toán này có cho L đâu. Bài toán này không hề cho L. Đấy chưa? Nên các bạn biến đổi ý kiến là bị dở hơi, bị ngố. Mình phải có được là U0 bằng Y0 nhân với ZC. Đúng nhỉ? Liệu cơm mà gắp mắm. Bài này cho C, không hiểu không? Cho C. Thì các bạn phải nhân với ZC. Thế mới là nghệ thuật. Và ZC thì bằng cái gì các bạn nhỉ? ZC thì chính là 1 phần omega C.
Thấy chưa? Cách nhớ rất là nhẹ nhàng, rất là tình cảm. Lúc thì các bạn lấy U0 bằng Y0 nhân với ZL. Lúc thì gọi lấy là U0 bằng Y0 nhân ZC. Thế nó mới hay các em nha. Được chưa? Bấm, đúng nhỉ? Bấm thôi cho nhẹ nhàng nào, bấm nào. Đến đây tự tin là bấm rồi. Căn 7 này, phần 2 căn 2 này. Đấy, Y0 này bao nhiêu đấy các em? Úi giời ơi, 0,12. Omega bao nhiêu các em? 1000. C bao nhiêu các em nhỉ? Ui dồi ôi, 1000. À 100 phần pi. Đấy, nhân đến 10 mũ trừ 6. Được chưa nhỉ? 3,5. Cái vắt dở heo, cái số nào nó đẹp đấy các bạn nhỉ? Thì bỏ cái pi đi nhỉ? Thì bỏ cái pi đi, để giờ mình nó toàn tính theo pi thôi. Thì bỏ cái pi đi nhá, coi như là nhân cái pi trên tử thôi. Đây. Nó là 0,3 pi căn 14 này này, bỏ cái pi đi phát nó đẹp luôn chứ em. Đây này, 3 chia 10 là 0,3 chưa? Căn 14 này và bỏ pi đi, còn pi đấy ra ngoài này. Đáp án D là chính xác. Đấy. Câu bảo vệ là D, đúng chưa? Nó lừa cái chỗ là bằng một nửa hiệu dụng. Đúng không ạ? Bằng một nửa hiệu dụng, tức là bằng cực đại cho 2 căn 2. Các bạn phải làm những câu này rất là chậm và cẩn thận nhá. Với cái tốc độ làm như của thầy thì thầy các bạn là không bao giờ các bạn sai được. Có muốn sai chúng ta cũng không thể sai được, sai vào niềm tin không ạ? Đấy chưa? Nhưng mà phải làm chậm nhẩm nha đã, xong bắt đầu sau làm nhanh sau, đấy chưa? Mới đầu học nhập môn, học buổi đầu nhập môn cứ làm chậm nhẩm nha. Tốc độ sau này sẽ tăng dần. Nào. Cho các bạn nháp trước câu này, thầy ngồi thì uống hớp nước. File file này thì up lên trên web B-School này mà, đây này các bạn nhìn này. Ôi dồi ôi. File này có ở web bschool.vn. File này thì up rồi nhá, up rất là lâu rồi, từ chiều nay rồi. Đây này các bố này, các bố này thì up lên rồi này. Đây nhá, đây là chương 4 đúng không? Ừ, đây là chương 4 này. Đấy chưa? Đây này up rồi này, up cả 4 file này. Đây này up rồi này. Đấy, up hết rồi nhá. Up full rồi nhá. Nào, câu 8 này cho các bạn nghĩ trước và thầy chữa sau. Các em phải tự tay làm nhá. Vì thầy làm nó là một cái máy rồi, thầy nó là nghề của thầy rồi. Nhưng khi các bạn làm nó sẽ nó có gì đó nó khác khác đấy, được chưa? Nó không giống với thầy làm đâu. Nào, câu này tương tự này, mình có Y tại thời điểm dòng điện bằng 1/3 lại hiệu dụng. Các bạn thấy sợ chưa? Y nhỏ bằng Y lớn chia cho 3. Tức là bằng Y0 chia cho 3 căn 2. Được chưa? Sợ chưa? Thì là biểu thức vuông pha này, y bình trên y không bình cộng với u bình trên cho u không bình bằng số mấy các em? Bằng số 1. Đúng không? Bố này sẽ là bao nhiêu được gọi nhờ? 1/3 căn 2 rồi. 3 căn 2 rồi. Thì bên này nó phải là bao nhiêu để bằng số 1 các bạn nhỉ? 3 căn 2 là 1/18. Đây là 17/18. Đây là căn của 17/18. Ui, đúng không ạ? Vậy các bạn sẽ có được là u của chúng ta bằng căn của 17/18. Sau này các bạn không cần phải làm với thầy cho mất thời gian, đấy chưa nhỉ? Các bạn biết rằng là ở u và y vuông pha đúng không? Các bạn chỉ lấy là chuyển vế này, 1 trừ cho answer 1/3 căn 2 bình, đấy chưa? Đấy. Sau đó các bạn căn ra tiếp, đúng không nhỉ? Nó chính là căn của 17/18 đấy, đúng không bạn? Đây này, 1 trừ cho cái này bình, xong nó căn ra. Các em hiểu chưa? Cho nó nhanh nha. Đây là u0, mà u0 em phải chuyển vế là cái gì nào? U0 chính là y0 nhân cho ZL. Bài người ta cho L các bạn ạ, chứ người ta không cho C, được chưa? Nên là phải nhân với ZL chứ không cần nhân với ZC. Các em hiểu chưa? Đấy, y không nhân ZL, mà ZL để bằng cái gì các em? ZL để bằng omega nhân L. Đấy, đó là cái sự dẻo, là sự dẻo trong cái việc các em bấm này cho nó quen tay. Bấm cho quen tay nhá không nhá. Nào, y0 là 0,1, có đơn vị là gì không? Không đơn vị là gì rồi. 0,1 này nhân với omega là 1000 này. Đấy, nhân với L là 60 mm, đúng không nhỉ? 10 mũ trừ 3. Chuẩn chưa? Nhưng nhớ nhân với căn của 10 và 18 nhá. Quách giờ heo, bấm nhầm. Đây, nhân tiếp với căn 17. Rồi. Đây là số bao nhiêu cơ? Đây là số bao nhiêu đây các bạn nhỉ? Đây là số bao nhiêu nhỉ? Thế bình lên phát xem nào. À, số 34. Úi giời, nó căn 34. Các bạn thấy không? Cũng là một thủ thuật. Các bạn thấy không ạ? Khi các bạn bấm xong phát, các bạn không thể biết được cái này là bao nhiêu. Đáp án toàn số đẹp, đúng không nhỉ? A, B, C, D, nó toàn số đẹp. Vậy là một thủ thuật, đúng không ạ? Đây, thủ thuật đấy chưa?
Các bạn bấm mặt bình phương lên, nó là 34 chưa? Chứng tỏ cái vừa nãy là căn 34. Đó, một thủ thuật nhẹ nhàng. Thì thấy đáp án nó đẹp mà, đúng không ạ? B nha. Rồi. Rồi, rồi, rồi. Cái gì nhỉ? Bây giờ thời gian bao nhiêu phút rồi? 1 tiếng nữa cả. Thôi tôi mệt rồi. Bây giờ có câu nào khó nhất các bạn bảo thầy chữa, rồi buổi sau thầy chữa tiếp. Đấy chưa? Thầy phải nghỉ đây. Tương đối mệt rồi, các bạn thấy không? Rất nhiều câu tương tự. Các bạn xem những câu còn lại, cần thầy chữa một câu nào đấy thì bảo thầy chữa. Rồi buổi sau thầy sẽ chữa tiếp, thầy phải nghỉ phát áp vì thầy vẫn đang ốm. Đây này. Thầy vẫn đang phải uống một 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 túi thuốc nên là nghỉ đã, không thì mai thì tắt tiếng mất. Đấy, lại có người hỏi. Em xem đi nhá, thầy chữa rồi, bảo thầy chữa nhá. Các bạn xem nào, cần đến giờ có thầy chữa một hai câu nữa. Alo, sao đây? Anh ở nhà đây, sao đây? Để đặt đặt Grab đấy nhá, xong anh xuống anh lấy. Bảo nó cả số điện thoại của anh đấy nhá. Có chăn ở đấy gì, đúng không? Ừ, anh tưởng mất rồi, thế nhá. Em gái thầy gọi thầy đấy, thầy phải bảo em gái thầy là mang chăn sang cho thầy, lạnh vãi cả trường, thầy phải thêm một cái chăn nữa nào. Cần thầy chữa câu nào nào? Ba mấy nào? Thầy không chưa quá mệt nhưng mà thầy phải để gọi là dưỡng sức, các bạn hiểu không? Dưỡng sức, dưỡng sức. Ok, chữa cho các bạn hai câu cuối nhá, là 32 và 33, được chưa nhờ? Đấy, còn lại tương tự hết, đúng không? Rất là khôn. Bạn nào bảo thầy chữa hai câu này là cực kỳ khôn, bởi vì tất cả những câu còn lại là tương tự những câu này. Đúng ạ, y hệt luôn, y hệt luôn. Được rồi, thầy chữa hai câu này nha. Thì từ hai câu này các bạn sẽ có được những kỹ năng làm những câu tương tự thôi mà, được chưa nào? Tương tự thôi, tương tự mà, tương tự, giống nhau hết, giống nhau hết. 32. Xét hai mạch, đúng nhỉ? Ta có hai mạch thì chu kỳ mạch thứ nhất gấp 3 lần chu kỳ của mạch thứ hai. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại là Q0, tức là hai bản tụ này đều có cực đại là Q0. Sau đó mỗi tụ phóng điện qua cuộn cảm, đúng rồi, cho phóng điện là có dao động điện từ, đúng không? Khi điện tích trên mỗi bản tụ của cả hai mạch đều có độ lớn bằng Q. Đấy, tức là Q1 bằng Q2 bằng Q, thì tỷ số dòng điện, đúng nhỉ, trong mạch thứ nhất và dòng điện trong mạch thứ hai là bao nhiêu? Cái này dễ quá. Hai mạch này có cùng Q0, tức là Q01 bằng Q02 bằng Q0. Đây này, các nhớ chưa? Nó cho cùng Q0. T1 thì gấp 3 lần T2, tức là omega 2 nó bằng 3 lần omega 1. Đấy. T và omega là tỷ lệ nghịch với nhau. Các em hình dung hay chưa? Vậy các bạn có được là Y01 thì chính bằng omega nhân với Q0. 1 thì là Q0 rồi. Y02 thì là omega 2 nhân với Q02 thì là Q0. Từ đây các bạn sẽ có được tỷ lệ của Y01 chia cho Y02. Y01 chia Y02 là omega 1 chia cho omega 2 là bằng bao nhiêu các em nhỉ? 1 phần 3. Nhá, tạm thời như thế nhá. Khi đấy điện tích của hai bản tụ đều bằng Q, thì tức là Q1 bằng Q2 bằng Q chưa? Thì tỷ số của dòng điện là bao nhiêu? Các bạn áp dụng biểu thức vuông pha hộ thầy. Thầy làm vuông pha tổng quát đã, là Q bình chia cho Q không bình. Đấy, cộng với lại Y bình chia cho Y không bình bằng số mấy các em nhỉ? Bằng số 1. Đấy chưa? Thầy làm tổng quát nhé, thầy chưa chia trường hợp đâu. Mình sẽ có được là Q bình chia cho Q không bình. Đấy chưa nhỉ? Cộng với Y bình. Y không bình thì chính là omega bình nhân với Q không bình bằng số mấy các bạn nhỉ? Bằng số 1. Chuyển vế cho đẹp. Đấy chưa? Chuyển vế cho đẹp nha. Chuyển vế cho đẹp. Chẳng cần được cái y không được không ạ? Chẳng cần được cái y không. Và các bạn sẽ được là y bình thì chính là q không bình trừ cho q bình. Đấy chưa? Nhân với lại là omega bình. Ôi giời. Khi các bạn làm tổng quát thì các bạn thấy là cái dòng này nó vô nghĩa không ạ? Dòng này không cần. Đấy chưa? Dòng này không cần nha. Thế các bạn có được là cái gì các bạn nhỉ? Có được là y1 bình chia cho y2 bình. Đấy chưa? Đấy. Hai cái mạch này có cùng quy không, có cùng quy nhỏ. Vậy khi chia xuống nó chỉ còn là omega 1 bình chia cho omega 2 bình là bao nhiêu các bạn nhỉ? 1 phần 9. Thì suy ra được là y1 chia cho y2
nó đã bằng 1 phần 3, đáp án D là chính xác, đúng không? Đấy, khi chúng ta thấy cái điều này, các bạn thấy là cái này không cần, đúng không ạ? Lúc đầu mình làm mình cảm giác là cần nhưng lại không cần. Đấy, thầy làm ở dạng tổng quát trước, sau đó thầy lấy hai cái y chia nhau. Khi lấy hai cái y chia nhau thì quy không giống nhau, quy giống nhau nên cái hiệu này giống nhau, đã bị triệt tiêu, các bạn hiểu không? Đây là quy không thì giống nhau, quy thì giống nhau, nên khi chia xuống nó bị triệt tiêu, nó chỉ còn là mỗi omega nó khác nhau thôi. Hợp lý chứ nhỉ? Hợp lý. Ở sao bạn Trang Hà làm sao? Ừ. Đấy chưa? 32 là đáp án D nha. Rồi, mấy câu còn lại đây. Mấy câu còn lại cũng tương tự thôi, nhìn này, tương tự này. Y hệt. Ê, thầy nhìn thì biết coi đáp án 1 phần 4. Trời, ai nhầm? 1 phần 2. Thầy nhìn thấy 1 phần 2 luôn. Đấy, tương tự nhá. Cái này sẽ là 1 phần 4. Ừ, thấy không? Thấy chưa? Rồi, đấy các bạn chưa đúng hai câu mà hai câu quan trọng rồi đấy. Nào, tiếp 33. Và sau đó thì sẽ bật cho các bạn cái bảng đáp án nha. Cuối giờ thì sẽ bật cho các bạn cái bảng đáp án ở đây này. Có đáp án này, thấy chưa? Đấy, cuối giờ thì sẽ bật lại cho các em cái bảng đáp án, các em đối chiếu những câu tương tự nhá. Nào. Nào, câu này giống câu của chương 1 thôi. Cái này dễ này. Cho hai mạch LC điện tích của nó liên hệ với nhau theo biểu thức này. Được chưa? Điện tích của hai mạch liên hệ với nhau theo biểu thức này. Tại thời điểm T, nó cho điện tích, đúng nhỉ, của tụ điện và cường độ dòng điện của mạch thứ nhất, nó cho Q1 và cho I1. Yêu cầu tính cái gì các bạn nhỉ? Yêu cầu tính I2. Được chưa? Nó yêu cầu tính I2. Nào, thế các bạn biết làm như nào không? Bài này bạn nào đạo hàm cũng được. Được không ạ? Bạn nào đạo hàm cũng được nha, cũng được nha, thấy chưa? Không đạo hàm cũng được, thấy chưa? Cũng được, tùy các bạn, các bạn thích đạo hàm hay không thích đạo hàm thầy chiều hết, thấy chưa? Thầy chiều hết, chiều được, không thầy chiều kém được nha, thầy chiều được. Nào, trước hết mình viết lại biểu thức này hộ thầy. 2Q1 bình, bài này không cần đạo hàm cũng làm được nha. Đạo hàm thì có thể nhanh hơn một chút. 2Q1 bình cộng Q2 bình là 1,65 nhân 10 mũ bao nhiêu các bạn nhỉ? Trừ 15. Nó cho cái Q1 chưa? Nó cho cái Q1 này. Đấy chưa các bạn nhỉ? Nó cho cái Q1 chưa? Đây là cái Q1 đúng không nhỉ? Các bạn ném vào là tìm được là Q2 từ đây. Tất nhiên là chỉ tìm được trị tuyệt đối thôi nha, bởi vì khi khai căn là phải lấy dấu. Các hiểu không? Nha. 1,65 nhân đến 10 mũ trừ 15. Bài này không đạo hàm vẫn làm được các bạn nha. Chia cho 2 nhân với 10. À đây, từ từ đã. 2 nhân với Q2 bình à. 5 nhân đến 10 mũ trừ 9. Thấy chưa? Bình phương. Đóng ngoặc. Rồi, căn answer. Q2 là căn 33. Các bạn có Q2. Đạo hàm nhưng rất là nhiều. Sau đó các bạn đạo hàm hai vế cho thời gian. Hạ bậc xuống là 4 nhân với Q1, Q1 phẩy. Đạo hàm của hàm hợp nhé. 2, Q2, Q2 phẩy. Và bằng 0. Đạo hàm một số là bằng 0. Đây là đạo hàm của hàm hợp nên nó phải còn Q2 chứ không phải đạo hàm của x bình, đúng không nhỉ? X bình thì đạo hàm là bằng 2x rồi. Đấy chưa? Nhưng đây là đạo hàm của một hàm hợp, Q nó còn là một hàm đấy nữa nên phải còn Q1 phẩy. Đạo hàm của Q là ra y, đúng không nhỉ? Y bằng đạo hàm của Q. Em thấy chưa? Vậy là 4Q1 Y1 sẽ bằng, à cộng, chứ xin lỗi. Đạo hàm của Q ra Y các nhà, cộng với 2Q2 Y2 bằng số 0. À, hình dung rồi chưa? Hình dung rồi chưa? Nha. Và tới đây độ lớn hết, đúng không nhỉ? Độ lớn hết. Nào, thay số vào lần con nhà bàn lượt. Nào, bấm máy nhá. À đây, căn ở căn 33 đúng không nhỉ? Đúng rồi, đây thì bấm máy các em nha. Q2 là căn 33 nha. Bấm nào. Yêu cầu tìm cái gì gọi nhỉ? I2, độ lớn đâu nha, độ lớn đó nha, nó sẽ bị âm đấy, độ tính nó sẽ bị âm đấy, đấy chưa? Nào, mình sẽ có được là bao nhiêu các bạn nhỉ? 4 này nhân với Q1 là 5 nhân đến 10 mũ bao nhiêu các bạn nhỉ? Trừ 9 này. Nhân với I1 là 2 nhân đến 10 mũ trừ 3 này. Đấy chưa? Chia cho 2 nhân với căn 33 này là chia cho 2 nhân Q2 đấy. Đấy chưa? Rồi, ra được I2 thôi. 3,48 ở cái quắt giờ heo thì làm nhầm ở đâu ấy nhỉ? Quắt giờ heo nhầm đâu ta? Ừ. Bấm nhầm đâu nhỉ? 4 nhân 5 nhân cho 9 nhân 2 sẽ đúng rồi. Nhầm vào niềm tin à? Ờ.
Thầy có bấm nhầm cái Q2 không không nhỉ? Bấm nhầm Q2 không nhỉ? 1,65 nhân đến 10 mũ trừ 15 chia cho 2 nhân với 5 nhân đến 10 mũ trừ 9 bình phương. Nhầm Q2 đâu nhỉ? Thế đúng rồi nhỉ? Ừ, rất là nhầm nhỉ? 1,65 nhân 10 mũ trừ 15 này. À, nó là dấu trừ chứ phải dấu chia. Rồi, ôi, quá dở heo rồi. Đây, 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 đây. Nó là 4 nhân đến 10 mũ trừ 8. Bấm nhầm cái này. Thầy là bấm, thầy chuyển, thầy ném cái này sang, thầy lại dùng dấu chia. Khổ thân tôi. Nó phải là dấu trừ. Nha, thế rồi, xong rồi. Đây là chia cho 4 nhân trừ 8 thôi. Đúng không nhỉ? Chia cho 4 nhân với 10 mũ trừ 8 nhân với 2 nữa nha. Cái thừa số 2 vẫn còn đây này. Đấy. Rồi. Đây, 5 nhân đến 10 mũ trừ 4, đúng không ạ? Y2 là 5 nhân đến 10 mũ trừ 4, tức là 0,5 nhân đến 10 mũ trừ 3. Đáp án B chính xác. Được chưa? Hình dung ra chưa? Xong nhá. Xong nhá. Đấy. Thầy bấm nhầm Q2. Nhầm Q2. Nào, tất nhiên sẽ có những bạn hỏi thầy là thầy ơi, nếu mà bài này không làm đạo hàm thì làm như nào? Chúng ta vẫn còn một cách làm nữa, nhưng có điều nó sẽ dài hơn một chút, nhưng nó sẽ bản chất hơn. Nó bản chất hơn rất là nhiều các bạn nhá. Nó bản chất hơn cực kỳ nhiều. Các em có muốn nghe cách làm mà không cần đạo hàm không? Nha. Các bạn có muốn nghe cách làm mà không cần đạo hàm không? Tổng hợp đấy thử, em cần đấy thì thử free hay là em cần đấy thử của thầy nhỉ? Em cần đấy thử free hay cần đấy thử của thầy? Nếu mà em cần đấy thử free nhá, em có thể lên trên đây này. Đây, B School. Nếu em cần đấy thử free, em có thể lên trên B School có thư viện đề thi lý này. Nhiều vãi không ạ? Được chưa nhỉ? Đến cả trăm đề mất. Nhiều vãi, có lời giải hết này. Thầy soạn hết rồi nha, nhiều vãi cả video này. Nhiều vãi. Nếu các bạn cần đề thi free thì B-School là một cái nơi mà nó khủng khiếp. Nào các bạn, nó cần làm cách không tổng không cần đạo hàm không? Nó hơi dài một tí, các em phải chấp nhận nhá. Các bạn nhìn đây. Nếu làm cách không đạo hàm, em phải chấp nhận làm như sau. Nhưng làm như này có nhiều cái hay nhá các bạn nhá. Nhìn này. Mình sẽ có được là Q1 bình trên cộng với Q2 bình trên bằng số 1. Em bắt buộc phải chuyển vế cho cái bên này thì số 1 nha. Sẽ là 2 đấy, phần đây chia cho đây này, 1,65 nhân đến 10 mũ trừ 15. Cách làm không đạo hàm này nó bản chất nhưng đồng nghĩa với việc là nó hơi dài một chút. Đây, nó chia dưới mẫu là 8,25 nhân 10 mũ trừ 16, can answer nè. Xấu quá, 8,25 nhân 10 trừ 16. Đấy. Rồi, đây là cái Q0 bình các bạn ạ. Q01 bình. Cảm ơn tôi. Alo ạ. Đúng rồi, bạn đến chưa nhỉ? Ok. Đấy, các bạn nhìn này. Từ đây các bạn sẽ chuyển vế sang. Các bạn thấy được là đây là một phương trình vuông pha. Các bạn thấy được là Q1 và Q2 cũng vuông pha. Thì cái này này, cái dưới mẫu là cực đại của trên tử chưa? Đây là Q01 bình, đây là Q02 bình. Đấy nhá, nhưng mà nó hơi dài, cố gắng làm một tí thôi. Tiếp tục, các bạn lại có được là Q1 cũng vuông pha với Y1. Đấy chưa? Q1 vuông pha Y1. Thì các bạn lại có là Q1 bình. Đấy, chia cho Q01 bình. Q1 bình đầu bài cho rồi đây này, 5 nhân 10 mũ 9 bình phương. Q0 bình có rồi đây này, cộng với Y bình. Y1 bình chia Y01 bình bằng số 1. Hình dung ra chưa các em? Hình dung ra chưa? Nhá. Cái này có rồi từ trên đây. Cái này đầu bài cho, cái này đầu bài cho. Từ đây em sẽ có được cái Y01. Nếu em có Y01, các em có Q01 là các em sẽ có được cái gì các bạn nhỉ? Omega. Omega chính bằng Y01 chia Q01. Em thấy chưa? Làm cách này thì em mới tính được Omega. Các bạn làm đạo hàm, các bạn sẽ không thể tính được Omega. Thế giả dụ bài ta đã chỉ hỏi là Omega bằng bao nhiêu, thế các em toang luôn. Nếu là đạo hàm các em toang luôn, toang ngay vào toang luôn. Các bạn hình dung hay chưa? Đây này, khôn khéo này phải đưa cái này này về một biểu thức vuông pha. Đấy chưa? Thực chất nó là biểu thức vuông pha đấy, nhưng nó chuyển vế cho bạn khó nhìn thôi. Xong, chưa hết.
chưa dừng lại ở đây. Tiếp tục, người ta yêu cầu tính y2 cơ mà. Đúng nhỉ, y2 cơ mà. Thì các bạn phải lấy là gì bạn nhỉ? Q2 bình chia cho Q0 2 bình cộng với y2 bình. Đấy, y số 2 hết nha. Đấy, chia cho y0 2 bình bằng số mấy các bạn nhỉ? Bằng số 1. Thấy chưa? Bằng số 1 nha. Q2 tính được từ cái biểu thức ban đầu đầu bài cho rồi, đúng nhỉ? Thay biểu thức này, các bạn có được Q2, Q0 2 có là từ đây, còn y0 2 là omega 2 nhân với Q0 2, omega có từ bên trên, thấy chưa? Thì được y2. Các bạn làm tương tự đi, vẫn kết quả tương tự, thấy chưa? Nhưng làm này có cái hay là tính được omega. Các bạn làm đạo hàm mặc dù nó ngắn thật, nó có 3 dòng thôi, thấy chưa? Đấy, nhưng nó lại không tính được omega. Nếu mà nó hỏi mình omega là toang ngay và toang luôn, thấy chưa? Đấy, với làm như này, ta sẽ viết 3 lần biểu thức vuông pha. Đạo hàm chỉ cần 3 dòng, còn cái này thì cần 3 lần vuông pha. Có thể nhiều bạn sẽ sợ, nhưng nó là cách làm bản chất, đây là một cách nhìn khác nhé. Tất nhiên nó sẽ không thể nhanh bằng đạo hàm được, thấy chưa? Thế thôi, nhờ. Ok, rồi nhá. Đấy, câu chuyện đến đây là kết thúc, còn lại là tương tự, thấy chưa? Còn lại là tương con nhà bà tự. Các bạn có thể xem đáp án ở đây, đấy chưa? Để có thể đối chiếu những câu mà thầy chưa kịp chữa, nó chỉ tương tự thôi nha. Ok, thầy xin phép là dừng livestream ở đây. Hôm nay ta sẽ livestream là ta có tất cả là 6 buổi học tốt chương 4. Đây là buổi đầu tiên rồi, ta sẽ còn khoảng 5 buổi nữa. Được chưa? Những buổi sau thì sẽ có những buổi nặng về lý thuyết, sẽ có những buổi nặng về bài tập. Còn buổi hôm nay là buổi nhập môn, thầy dạy nhẹ con nhà bà nhà. Được chưa nhỉ? Đấy, cho các bạn có thể làm quen với chương này. Dạy hết rất là chậm nha, slow motion nha. Ok, rồi. Ok. Chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những livestream tiếp theo. Và cần giải thích hay hỏi đáp gì em có thể inbox cho thầy, thầy có thể thấy cho các em. Chị nhờ. Nha. Khoa thi 9 đề thầy up lên trên group rồi mày em. Nha. Ok, chào các bạn nha. Bye bye nha. Đấy, mới học nhập môn cứ học từ từ đã, thầy dạy rất là bình tĩnh thôi. Sau này mới nhanh nha. Ok, chào các bạn nha. Em các em. Alo.